Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 6, theo hãng thông tấn Yonhap, một quan chức cấp cao thuộc văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng Seoul sẽ xác định mức độ viện trợ vũ khí cho Ukraine dựa trên lập trường của Nga đối với mối quan hệ của Moscow với Triều Tiên. Yonhap dẫn lời quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, có nhiều lựa chọn khác nhau để cung cấp vũ khí và quan điểm của chúng tôi về những diễn biến gần đây giữa Nga và Triều Tiên, phụ thuộc vào cách Nga tiếp cận tình hình trong tương lai. Cho đến nay, Hàn Quốc chỉ cung cấp các vật phẩm và thiết bị không sát thương cho Ukraine. Theo các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc, trong số các loại vũ khí tiềm năng đang được xem xét có đạn pháo 155mm cũng như các hệ thống phòng không cho Ukraine – các quan chức Seoul vẫn duy trì sự mơ hồ về mặt chiến lược liên quan các loại vũ khí có thể cung cấp cho Ukraine và điều này được coi là một động thái ngoại giao nhằm gây áp lực lên Moscow phải kiềm chế chuyển giao công nghệ quân sự quan trọng cho Bình Nhưỡng. Động thái trên của Hàn Quốc được đưa ra giữa bối cảnh mới đây trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Tại cuộc hội đàm, Hai nhà lãnh đạo đã ký kết hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thay thế cho các văn kiện tương tự được ký kết vào năm 1961 và 2000. Tổng thống Putin nói với chủ tịch Kim Jong Un khi hai lãnh đạo ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện sau cuộc hội đàm rằng: "Năm ngoái, nhờ chuyến thăm Nga của ngài, chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng quan hệ. Còn thời điểm này, một tài liệu cơ bản mới đã được chuẩn bị. Văn kiện này sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ của chúng ta trong thời gian dài." Trong cuộc họp báo sau đó, ông Putin thông báo, hiệp ước có điều khoản hai nước hỗ trợ lẫn nhau nếu xảy ra hành vi gây hấn chống lại một bên ký thỏa thuận. Ông khẳng định thỏa thuận mang tính chất phòng thủ và hòa bình, nhưng cho hay Nga không loại trừ hợp tác kỹ thuật quân sự với Triều Tiên liên quan đến hiệp ước được ký. Phát biểu sau khi ký hiệp ước, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gọi Nga là người bạn và đồng chí trung thực nhất của nước này. Ông nói thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là người bạn thân thiết nhất của người dân Triều Tiên. Hãng thông tấn TASS dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên nói, chính phủ Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ, đoàn kết với chính phủ, quân đội và nhân dân Nga trong việc tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Ngày 20 tháng 6, theo đài RT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng moscow có nhiều biện pháp chính trị và kinh tế để ứng phó nguy cơ bị tịch thu tài sản bao gồm biện pháp tịch thu tài sản phương tây ở nga để ăn miếng trả miếng theo bà Zakharova có một lượng tài sản đáng kể của phương tây đang ở nga bà Zakharova nói tất cả những tài sản này có thể phải chịu chính sách trả đũa của nga kho vũ khí của nga về các biện pháp đối phó chính trị và kinh tế rất phong phú Phát ngôn của bà Zakharova được đưa ra một tuần sau hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Ở đó, các lãnh đạo nhóm này đồng ý cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ từ tiền lãi thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga. G7 dự định giải ngân số tiền này thông qua nhiều kênh, phục vụ các nhu cầu của Ukraine về quân sự, ngân sách nhà nước và tái thiết. Mỹ và đồng minh chưa phản ứng bình luận của bà Zakharova về khả năng Nga tịch thu tài sản phương Tây. Phương Tây hiện đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga sau khi Moscow phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh cho phép tịch thu tài sản của cá nhân và thực thể liên quan Mỹ tại Nga nếu Washington tịch thu tài sản Moscow ở nước ngoài. Đài RT trích dẫn xác lệnh của Tổng thống Putin cho biết, bất kỳ thiệt hại nào đối với Nga do Mỹ gây ra cũng sẽ được bù đắp bằng tài sản của Mỹ hoặc liên quan đến nước này. Chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương sẽ có quyền yêu cầu bồi thường thông qua tòa án. Những người có thể bị tịch thu tài sản gồm công dân Mỹ, người sống tại Mỹ hoặc người có hầu hết công việc kinh doanh, thu lợi tại Nga. Tài sản dưới sự kiểm soát của những cá nhân đó sẽ bị liên đới, dù cho họ mang quốc tịch gì hay sống ở đâu. Một ủy ban chính phủ có trách nhiệm tổng hợp danh sách những người có thể bị nhắm đến và tòa án có quyền ra quyết định tịch thu để bồi thường. Sắc lệnh trao cho chính phủ 4 tháng để chuẩn bị bộ khung pháp lý và trình những đề xuất liên quan cho quốc hội xem xét. Trước đó, theo đài RT, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga ở nước ngoài sẽ làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào hệ thống tài chính phương Tây. Ông Peskov lưu ý rằng Nga cũng đang nắm tiền của phương Tây từ nhiều cơ cấu khác nhau. Đất nước chúng tôi có thể thực hiện các bước trả đũa. Người phát ngôn điện Kremlin nhấn mạnh nếu Washington và các thủ đô châu Âu quyết định tịch thu tài sản của Nga, một tiền lệ nguy hiểm sẽ được tạo ra. Nó sẽ là một sự hủy hoại đối với toàn bộ hệ thống trục kinh tế phương Tây. Vào tháng 7 năm 2023, sau 13 năm giữ ghế Thủ tướng Hà Lan, ông Mark Rutte tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường. Ông Rutte trở thành Thủ tướng Hà Lan vào tháng 10 năm 2010. Nhưng đến tháng 10 năm 2023, ông Rutte bắn tín hiệu quan tâm đến việc thay thế ông Jens Stoltenberg. Ông Jens Stoltenberg sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 tới. Trong nhiều tháng trời, Thủ tướng Rutte tiến hành một chiến dịch kín đáo để nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo nhiều quốc gia, vốn là những chính khách ông đã quen biết trong nhiều năm. Ông Rutter vốn là người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ, do đó nhanh chóng được Mỹ chấp nhận. Tiếp đó, phần lớn các thành viên NATO cũng có động thái tương tự. Ông Rutter nổi tiếng với tính hài hước và hóm hình. Tuy nhiên, trang tiếp theo trong sự nghiệp chính trị của ông Rutter sẽ không phải là con đường trải thảm hoa hồng. Nhiệm vụ chính của ông là cân bằng các lợi ích giữa 32 thành viên NATO để tổ chức này có thể mang tiếng nói thống nhất sẽ có một số vấn đề khó khăn mà ông Luther có thể phải đối mặt khi trở thành tổng thư ký NATO. Đầu tiên, chỉ 4 tuần sau khi ông Rutte bắt đầu công việc mới, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo và một trong hai ứng cử viên chính là cựu tổng thống Donald Trump. Trong quá trình tranh cử, ông Trump đã cảnh cáo rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ cắt viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Trong trường hợp kịch bản này trở thành sự thật, nó có thể giáng đòn mạnh vào uy tín của NATO trong hỗ trợ Ukraine vì Mỹ cho đến nay là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Kiev. Viễn cảnh ông Trump tái đắc cử cũng có thể làm hỏng kế hoạch của NATO nhằm chuẩn bị cho Ukraine trở thành thành viên trong tương lai. Thứ hai, theo tờ Politico của Mỹ, ngay từ khi ông Rutter nhậm chức mới ở NATO, Ukraine sẽ đề nghị ông giúp đỡ khi mùa đông đến gần. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công các nhà máy nhiệt điện và đập nước của Ukraine. Đây là những cơ sở hạ tầng phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới có thể sửa chữa hoàn toàn. Trong mùa đông đầu tiên của xung đột nga ukraina Moscow đã tấn công lưới điện của Kiev. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm, ông Stoltenberg cho biết, mấu chốt nằm ở việc nhiều hệ thống phòng không hơn sẽ bảo vệ các nhà cung cấp năng lượng Ukraine, đồng thời che chở cho các công nhân sửa chữa những cơ sở bị hư hỏng. Các quốc gia thành viên NATO cũng đang tìm cách gửi hoặc trong trường hợp của Hà Lan là xây dựng hệ thống phòng không. Nhưng châu Âu không có nhiều hệ thống phòng không để chuyển cho Ukraine. Trong khi đó, xúc tiến tại Mỹ lại bị trì hoãn tại quốc hội. Thứ ba, NATO gần đây đã ghi nhận số lượng kỷ lục các thành viên đạt mục tiêu dành 2% tổng sản phẩm quốc nội, GDP, cho chi tiêu quốc phòng. Vừa qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết có 23 thành viên NATO đã đạt mục tiêu này. Hà Lan cũng vượt ngưỡng 2% GDP trong năm nay sau nhiều năm thiếu hụt. Nhưng điều này có nghĩa là 1 phần 3 thành viên NATO vẫn chưa đạt được mục tiêu. Mặc dù đã đưa ra cam kết đó 10 năm trước, tại Hội nghị Thượng đỉnh năm 2014, cuối cùng các quốc gia giáp biên giới Nga không phải là những người hâm mộ lớn nhất của ông Rutter. Họ tức giận về việc Hà Lan chi tiêu quốc phòng thấp và đặc biệt không bằng lòng khi vai trò hàng đầu tại NATO luôn thuộc về các quốc gia phương Tây hoặc Bắc Âu, mặc dù các quốc gia ở Sườn Đông đã tham gia liên minh quân sự này được một phần tư thế kỷ. Thủ tướng Estonia Kallas, đã không tham gia cuộc đua giành ghế tổng thư ký NATO sau khi nhận thông báo rằng các quốc gia như Mỹ, Pháp và Đức sẽ không ủng hộ bà. Họ lo ngại rằng việc bổ nhiệm bà Kallas sẽ khiến Moscow coi là hành động thù địch bởi Nga và Estonia là hai láng giềng. Hiện tại, bà Kazakalas là ứng cử viên hàng đầu thay thế cho vị trí đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, EU về chính sách an ninh và đối ngoại của ông Joseph Borrell. Các quốc gia ở Sơn Đông giờ đây có thể sẽ yêu cầu đưa đại diện của họ vào vị trí ở cấp thứ hai của NATO là phó tổng thư ký và các chức vụ trợ lý tổng thư ký. Trước thêm cuộc gặp cấp cao thường niên năm nay tổ chức ở Mỹ đại diện NATO cho biết, trong khoảng thời gian chỉ có một năm qua, đã có thêm 13 thành viên của khối đáp ứng mục tiêu chung là ngân sách quốc phòng tối thiểu phải đạt mức 2% GDP. Theo NATO, đã có 23 trong tổng số 32 thành viên đạt mục tiêu và ngay trong năm nay sẽ có thêm một vài thành viên nữa thực hiện cam kết trên. Đối với NATO thì đó là tin tốt lành. Việc đại đa số thành viên thực hiện cam kết trên là bước chuyển có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai của NATO. Nếu không vì chuyển biến của thời thế thì chắc chắn các thành viên khối này chưa thực hiện mục tiêu trên. Lý do thôi thúc nhất cho kết quả vừa nêu là cuộc xung đột Ukraine đã đẩy NATO vào tình thế đối đầu với Nga về chính trị và tới cả khả năng đối địch quân sự gián tiếp Ukraine. Trong bối cảnh tình hình chính trị an ninh châu lục như thế, NATO được các thành viên ở châu Âu coi trọng hơn và thấm thía giá trị của khối. Họ bỗng ý thức được rằng phải dựa cậy thực sự vào NATO hơn bao giờ hết và chỉ khi thực hiện mục tiêu trên thì mới có thể giúp khối này không những chỉ tiếp tục tồn tại mà còn hùng mạnh. Trước năm 2014, khi các nước đưa ra cam kết về tỷ lệ GDP cho quốc phòng, chỉ có 3 thành viên NATO đạt mức 2% là Mỹ, Anh và Hy Lạp. Vào năm 2021, trước khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ, có 6 nước đạt mục tiêu này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bình luận, chỉ trong vòng vài năm, châu Âu đang nỗ lực nhiều hơn để xây dựng an ninh tập thể, lý giải rằng mối lo ngại từ chiến sự tại Ukraine đã khiến những nước từng đắn đo về tăng chi tiêu quốc phòng cũng phải hành động quyết liệt. Ba Lan đang dẫn đầu liên minh về tỷ lệ ngân sách quốc phòng trên GDP, đạt mức 4,1% tính vào tháng 1 năm 2024. Tiếp đến là Estonia và Mỹ cùng ở mức 3,4%. Chi tiêu quốc phòng toàn khối từ mức âm 1,3% vào năm 2013 đã đạt 17,9% vào đầu năm 2024. Một phần nhờ kết nạp thêm Montenegro, Bắc Macedonia, Phần Lan và Thụy Điển ông Stoltenberg nói, nhiều đời chính quyền Mỹ cho rằng các đồng minh trong NATO đang đóng góp quá ít. Điều này đã thay đổi. Trong năm qua, quan chức một số nước thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm nay và điều chỉnh cam kết an ninh với đồng minh. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, yêu cầu họ san sẻ gánh nặng tài chính với Mỹ trong NATO và tăng cường năng lực quốc phòng. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Ông từng cho rằng các đồng minh NATO phải trả tiền cho Mỹ nếu muốn tiếp tục được bảo vệ. Trong các thông điệp vận động tranh cử, ông Trump còn cảnh báo bỏ mặc những thành viên nào trong NATO không đạt cam kết dành tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng.